Bộ nhìn không thấy cái ranh này nó đánh kinh khủng hả? Mà còn ngồi nói. Nocturne phù phép chiến binh hay tốc tán, cái nào nó cũng mạnh hết bạn. Mỗi cái nó có một điểm mạnh riêng và một điểm yếu riêng. Chiến binh thì nó sóc đam ngon, còn đồ tể thì nó được cái cái đao thì nó được cái đồ lên đồ đường đam thì sóc đam mạnh và có hồi chiêu ti liên tục, còn lên đường tốc độ đánh thì cũng ngon. Lên đường tốc đánh thì đánh ngon, đánh tăng được. Mình vẫn gầy thuê chứ, mình vẫn nhận mà. Nhưng mà mình không trực tiếp đánh. Mấy ông thấy không, tôi làm event các bạn. Tôi lấy cái ạc tôi làm event chơi thôi, mà còn bị ban nữa. Lấy cái ạc mình làm event cho anh em chơi, mình không đánh ranh mà nó còn ban nữa. Thì các bạn cày thuê thì làm gì? Cày thuê cho nó ban à? Cày ở Việt Nam giờ bị ban liền. Bây giờ là mình chỉ nhận ạc và mình share thôi, chứ mình không trực tiếp cày nữa. Mấy ông gà rén này giờ làm căng lắm.
Cam trong top chứ con cá lép mà nó mạnh là mệt lắm. Con cá lép mà nó mạnh lần tí nó càn ghê lắm. Các tổ không chịu về nuôi con Talon nữa. Về thì không về. W tăng tốc đánh thì tăng tốc đánh, biết là tăng tốc đánh nhưng mà cái này các bạn hoảng sợ lâu hơn.
bế lên chơi mình luôn. Tóc biến lên vụt tôi luôn, trap mất tóc biến nha. Trời ơi, 8 mạng có mặt 7 mạng là ghê. Ôi lag kìa. Thả con gấu chết thằng kia mà mình cũng không nhìn thấy nó lag vậy là. Ping nó nhảy á, ping nó nhảy lên là lag. Đó, quá xanh rồi. Em top xong, top bây giờ đỡ. Đó, top xanh rồi. Bắt đầu qua cam mấy thằng kia, level 11, cái này hồi nhanh hơn nữa. Đó, còn có 8 đây, 80 giây. Ồ, không chết nữa. Đẹp, vậy mà nó không chết. Hay, vay vậy là hay rồi. Sun. Ganh gì? Ganh thì ganh gì? Lulu bỏ boss đi rồi boss sao chịu nổi?
activate a turret. Your turret has been destroyed. Your team has destroyed a turret. Cứ săn thằng AD đó thôi. AD nó chuẩn bị chết tiếp này. Bot nó tới kịp. Xuống bot đông và là mình đi gank tốt lắm mà ta, xong ta lo nó vẫn săn ta. Bot vẫn yếu, top vẫn yếu. Liều mày. Rồi kéo. Kéo. Kéo, kéo, kéo. Forward. Afraid of the dark.
destroyed a turret. Thằng này nó bị cái gì vậy? Sao nó không chạy? Lại đi lẻ gì? Mình tới đúng, mình tới mình hạ gục được con Talon, Threat nữa là được rồi. Có ulti từ xa mà đi chung làm gì? Đẩy cái Lambot lên. Không đụng như được. Mà tốc biến này. Cày lẹ nó vụ. Một fucking ghê luôn. Nãy tính tốc biến khèo thằng AD mà khèo không tới. Nhìn là biết tốc biến không tới. Thôi, win rồi. Cái le nó xanh lắm rồi.
cái le nó vụt kìa. Kele nó vụt banh sát hết. Đó. Chỉ là cho ông Kele đầu game ông đừng có thọt thôi, giờ là ông vụt hết. Ông vụt bay nóc nhà hết. Quýt. Rồi có mặt là 23 trên 28 mạng. Chuỗi, ủa nãy win game nào nữa ta, nãy win game gì mà vô chuỗi ta, à win con Ivan, win game Ivan vô chuỗi, thôi đánh đâu cái chuỗi thì nghỉ, đánh đâu cái chuỗi thì thắng thua thì cũng nghỉ hết.